Trên thế giới, người biểu tình hỗn loạn chiếm điện Capitol. Ông Trump kêu gọi người ủng hộ biểu tình hòa bình trong bối cảnh đổ máu đã xảy ra. Phó tổng thống Mike Pence lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực tuyên bố người biểu tình sẽ không bao giờ thắng. Tại Trung Quốc, những động thái tiếp theo sẽ quyết định hình ảnh của Mỹ trên thế giới. Tại Việt Nam, Trung Quốc âm thầm ngăn dòng Mekong từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng khu công nghiệp dược tại thành phố Thủ Đức. Triệt phá đường dây mang thai hộ giá 500 triệu đồng một lần. Tại Quảng Ninh, bắt giữ đối tượng chở hàng trăm kg nội tạng Trung Quốc về Việt Nam. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên kênh FBNC và bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây thưa quý vị cách đây không lâu người ủng hộ ông trump đã xông vào tòa nhà quốc hội khi các nhà lập pháp chuẩn bị đăng đàn chứng thực chiến thắng cho ông joe biden một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra với hàng nghìn người ủng hộ tổng thống donald trump đụng độ với cảnh sát bên ngoài cơ quan lập pháp liên bang sau đó người biểu tình áp đảo cả lực lượng thực thi pháp luật đột nhập vào bên trong tòa nhà quốc hội và cuối cùng tiến đến tầng thượng viện nơi các thượng nghị sĩ đang hội họp bên trong Lực lượng an ninh được nhìn thấy cầm súng khi những kẻ bạo loạn cố gắng xâm nhập vào nơi đang diễn ra kiểm phiếu. Phó tổng thống Mike Pence, người sẽ chủ trì phiên họp theo quy định, đã được sơ tán khỏi Điện Capitol khi tình hình ngày càng trở nên thảm khốc. Ít nhất một người phụ nữ đã bị bắn. Theo đoạn video được phát sóng trên truyền hình quốc gia, không rõ ai đã nổ súng và người đó đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều cảnh sát cũng đã bị thương. Đây là một cảnh tượng để lại một vết nhơ chưa từng có đối với quá trình chuyển giao quyền lực thường diễn ra trong hòa bình giữa các đời tổng thống Mỹ. Sau khi đám đông người biểu tình xông vào Điện Capitol, cuộc họp Quốc hội đã phải tạm thời bị đình chỉ, cảnh sát hộ tống các thành viên hạ viện và thượng viện ra khỏi phòng họp. Lực lượng cảnh sát bên ngoài bắn hơi cay và ra lệnh sơ tán một số tòa nhà văn phòng. Trước đó, lãnh đạo thượng viện Miss McConnell phát biểu nếu các nhà lập pháp bác bỏ chiến thắng của ông joe biden thì sẽ là một vết nhơ cho nền dân chủ mỹ trong khi đó, thì trên Twitter, ông Trump đã không kêu gọi những người ủng hộ rời khỏi cơ quan lập pháp liên bang, thay vào đó nói rằng họ nên biểu tình hòa bình trong bối cảnh đổ máu đã xảy ra. Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng nói trên Twitter, Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump chống lại bạo lực và duy trì hòa bình. Nhà Trắng cho biết vệ binh quốc gia và FBI đang trên đường đến hiện trường cùng với các cơ quan bảo vệ liên bang khác theo chỉ đạo của ông Donald Trump lệnh giới nghiêm chính thức có hiệu lực tại khu vực Washington. Phát biểu với báo giới, thượng nghị sĩ Joe Manchin cho biết các thượng nghị sĩ cam kết ở lại và hoàn thành công việc kiểm phiếu đại cử tri đoàn trong ngày hôm nay, đồng thời nói thêm rằng tình cảnh bạo loạn sẽ không khiến cho họ lùi bước. Ông Manchin nói: "Hãy để tôi nói điều này thật nhanh và chúng tôi đã sẵn sàng trở lại công việc." Ngay sau đó, Phó tổng thống Mike Pence cũng đã công bố một đoạn clip lên án hành động bạo lực của những người biểu tình. Ông Pence nói: "Cảm ơn lực lượng cảnh sát, vệ binh quốc gia đã hành động nhanh chóng. Bạo lực tại Điện Capitol đã được khống chế, tòa nhà Quốc hội đã được an toàn và cuộc họp của lưỡng viện sẽ được tiếp tục." chúng tôi chỉ trích và lên án mạnh mẽ hành động bạo lực vừa rồi và chúng tôi đề cao luật pháp và biết ơn những ai bị thương ngày hôm nay để bảo vệ nơi này với những người bạo loạn ngày hôm nay thì các bạn đã không thể chiến thắng bạo lực sẽ không bao giờ chiến thắng chỉ có tự do mới chiến thắng khi cuộc họp được tiếp tục thế giới sẽ lại chứng kiến một sự bền bỉ của nền dân chủ mỹ mong chúa phù hộ cho luật pháp mỹ cho những người đã quên mình phục vụ cho mục đích thượng tôn pháp luật bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục công việc Twitter thông báo đã khóa tài khoản của tổng thống Donald Trump ít nhất trong 12 giờ và buộc phải xóa 3 bài đăng vi phạm các chính sách cộng đồng. Trên trang chính của Twitter viết: Do tình trạng bạo lực chưa từng có đang diễn ra ở Washington DC và chúng tôi đã được yêu cầu xóa 3 tweet trên tài khoản của Donald Trump vì vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng chính sách công dân chính trực của chúng tôi ngoài hành động hiện tại thì twitter cho biết thêm nếu tài khoản donald trump tiếp tục vi phạm trong tương lai sẽ dẫn đến việc tài khoản real donald trump sẽ bị ngưng vĩnh viễn cũng liên quan đến nước Mỹ, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu hôm thứ tư rằng những động thái tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ quyết định hình ảnh của nước này trong mắt người dân toàn thế giới. Bà Hoa đưa ra nhận xét trên khi được yêu cầu bình luận về việc Sở giao dịch chứng khoán New York bị yêu cầu hủy niêm yết ba công ty viễn thông Trung Quốc. NYSE hôm thứ hai đã thông báo sẽ không thực hiện việc hủy niêm yết, nhưng mới hôm qua thì sàn giao dịch chứng khoán này lại thông báo sẽ xem xét lại việc hủy niêm yết sau khi truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin nói rằng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bày tỏ sự không hài lòng với NYSE và bà Hoa đã nói rằng hành động tùy tiện của Mỹ sẽ gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và hình ảnh của chính họ. Theo đó, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng pháp quyền, tôn trọng thị trường và làm nhiều hơn nữa để duy trì trật tự của thị trường tài chính toàn cầu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và đóng góp vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Cả Trung Quốc và các quốc gia khác đang chờ xem Mỹ sẽ hành động như thế nào. Động thái tiếp theo sẽ quyết định hình ảnh của nước này trong mắt người dân thế giới và liệu nước Mỹ có đáng tin cậy và xứng đáng để hợp tác hay không, bà Hoa nói thêm. Chuyển sang thông tin về dịch bệnh, thưa quý vị, Vương quốc Anh ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 cao nhất kể từ tháng 4, với 1.041 ca tử vong trong 24 giờ gần nhất, nâng tổng số ca tử vong liên quan đến coronavirus ở Anh lên đến 77.346 người và trong khi đó thì số ca nhiễm coronavirus được xác nhận hàng ngày ở Anh đạt 62.322 ca và thứ tư cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này tổng số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước hiện là 2.836.801 người Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson hôm thứ tư đã xác nhận việc hủy bỏ các kỳ thi GCSE và A-level của Anh năm nay và thay vào đó thì học sinh sẽ nhận được điểm đánh giá của giáo viên. Cùng ngày, các nhà lập pháp Anh đã hoàn toàn tán thành quyết định của chính phủ về việc áp đặt lệnh phong tỏa quốc gia lần thứ ba. Mở đầu phần tin trong nước sẽ là những cập nhật mới nhất về thời tiết. Thưa quý vị, theo dự báo ngày hôm nay thì không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm nay, ở các tỉnh Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to. Về đêm, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất là 8 đến 11 độ C, vùng núi là 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Ủy hội sông Mekong MRC và chính quyền Thái Lan vừa cho biết Trung Quốc đã thông báo về việc ngăn dòng chảy tại đập Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong trong 20 ngày, từ ngày 5 đến ngày 24 tháng 1. Và đáng nói, Trung Quốc đã ngăn dòng từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhưng đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 mới thông báo. Thông báo của phía Trung Quốc được đưa ra đúng một ngày sau cảnh báo của hệ thống giám sát Mekong Dam Monitor Hệ thống giám sát này cho biết Trung Quốc đã không thông báo với các nước ở hạ lưu về việc mực nước sông Mekong sẽ bị giảm bớt. Trước đó vào tháng 10 năm 2020 thì Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ dữ liệu nước với MRC, một tổ chức tư vấn cho các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam về các vấn đề liên quan đến sông Mekong. Bởi từ trước đến nay thì hơn hàng chục triệu người dân tại các nước đều phụ thuộc vào sông Mekong trong hoạt động đánh bắt và trồng trọt. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát đề xuất quy hoạch khu đất có quy mô khoảng 300 ha để đầu tư xây dựng khu công nghiệp dược tại thành phố Thủ Đức. Theo đó, Sở Tài chính đang nghiên cứu đề xuất sử dụng một phần nguồn kinh phí từ ngân sách chi cho công tác lập quy hoạch, phần kinh phí còn lại sẽ thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Công an tỉnh Hải Dương vừa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế CIO đóng tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương do Nguyễn Huy Dương, 32 tuổi, trú phường Thanh Bình, làm giám đốc. Và trước đó, thì qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 27.000 vỏ hộp, 10 tấn bìa thùng carton, chưa qua sử dụng có in nhãn mác các loại sản phẩm khác nhau, khoảng 5 tấn nguyên liệu sữa bột, tem nhãn mác và trên 70.000 sản phẩm thành phẩm. Và đáng nói thì nơi này chứa nguyên liệu từ Trung Quốc mất vệ sinh và các con dấu phục vụ hành vi trái pháp luật. Theo giám định sữa này có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Hiện nhà máy đã bị đóng cửa phục vụ công tác điều tra. Ngày 6 tháng 1, công an quận Long Biên thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây mang thai hộ do Hoàng Huệ Tâm, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Cầm đầu. Theo thông tin ban đầu, thì Tâm đã dùng mạng xã hội tìm những người hiếm muộn và các cô gái trẻ muốn kiếm tiền. Để qua mặt cơ quan chức năng, thì Tâm sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa việc mang thai hộ. Mỗi phi vụ Tâm được từ 100 đến 200 triệu đồng, người mang thai được từ 200 đến 500 triệu đồng. Ngoài các trường hợp chót lọt, thì Tâm còn nhận tiền nhưng không thực hiện và cũng không hoàn tiền cho bị hại. Hiện Công an quận Long Biên đã bắt giữ Tâm để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc thổi giá thiết bị y tế từ 500 triệu đồng thành 3 tỷ đồng tại Hà Tĩnh. Ngày 6 tháng 1 thì công an Hà Tĩnh đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thị Hoa, sinh năm 1974, giám đốc công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, từ tội trốn thuế thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày thì cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nguyên lãnh đạo một số bệnh viện. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 người trong số các bị can liên quan. Còn tại Đà Nẵng, qua kiểm tra đột xuất hai địa điểm kinh doanh tại số 52 đường Xuân Đán, 2 và số 947 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã phát hiện các điểm kinh doanh trên đang bày bán 1.400 hàng hóa là hàng tiêu dùng các loại như là ấm siêu tốc, đèn, nồi điện, bình nước, vân vân do Trung Quốc sản xuất và đồng thời thì cả hai điểm kinh doanh đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ tính hợp pháp của các sản phẩm hàng hóa. Sau khi lập biên bản thì ngành chức năng Đà Nẵng đã tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Tại Quảng Ninh, bộ đội biên phòng tỉnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1988, trú tại khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, đang dùng ô tô vận chuyển hơn 700 kg nội tạng động vật đông lạnh từ Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam. Và tại thời điểm kiểm tra thì Nguyễn Văn Trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số nầm lợn này. Trung khai vận chuyển thuê số hàng từ bờ sông biên giới xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái để lấy tiền công. Hiện đồn biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản và tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chuyển sang tin tức khác, thưa quý vị, mới đây dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Xuân Thượng, Khe Khoai, xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng thì xuất hiện tình trạng sập cống khiến người dân vô cùng bức xúc. Được biết thì dự án này triển khai nhằm cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo trong khu vực với số vốn đầu tư đến 14,5 tỷ đồng. Theo người dân nơi đây thì cống này chất lượng bê tông rất kém, chỉ cần lấy đá gõ nhẹ vào bê tông thì đã vỡ vụn người dân nghi ngờ về chất lượng của nhà thầu thi công dự án này vì thực tế một số hạng mục đang xây giang dở có thể sập bất cứ lúc nào khi đơn vị thi công đã ráp mặt cống thiếu hụt các bên mang cống không có cốt thép hay thép rằng Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra và làm rõ vụ trộm tiền phúng điếu xảy ra tại một đám tang trên địa bàn phường An Thạnh. Theo kiểm tra camera an ninh của gia đình bị hại cho thấy vào khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 1 khi thấy đám tang không có ai trông coi, hai nam thanh niên đi trên một xe máy đi tới quan sát và dò la. Khi phát hiện không có ai trong nhà, một nam thanh niên đã đi vào trong lấy thùng tiền rồi chạy ra ngoài lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện sau khi đối tượng trộm cắp đã lấy hết tiền thì đã vứt thùng phúng điếu xuống một con mương cách hiện trường khoảng 2 km. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin trương của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.